Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài 150-151 thực hành về ứng dụng của tỷ lệ bản đồ, trang 81 và trang 82 và bài tập môn toán lớp 4 tập 2. Và các em lưu ý, đây là hai cái bài thực hành nó liên quan tới ứng dụng của tỷ lệ bản đồ. Do vậy, để làm được cái bài này, các em cần phải chuẩn bị một số những cái dụng cụ. Đối với cái tiết 150, tức bài 150, thì các em sẽ thực hiện ở trên lớp học và ở ngoài sân trường. Do vậy thì các em cần có sự chuẩn bị, đó là thước dây, chưa? Đó, thước dây để chúng ta đo được cái độ dài của lớp học, đo được độ dài của sân trường. Và ở trong bài 151 thì chúng ta lại cần một cái thước có kẻ là centi, được chưa? Rồi, và bây giờ không phải linh tinh luyên thuyên nữa, chúng ta sẽ vào bài, được chưa? Rồi, ta sẽ vào bài thôi. Chiu. Rồi, trước hết là đối với bài 150 này, do cái yêu cầu của bài 150 này là thực hành ở cái ngoài trời là chính, vì vậy cái bài này thì thầy không thể hướng dẫn được, mà chúng ta phải trực tiếp thực hiện theo đúng cái yêu cầu của đề. Tức là chúng ta sẽ đo độ dài của đoạn thẳng giữa hai cái điểm trong thực tế. Chẳng hạn họ hướng dẫn ta đo này, đo chiều dài, chiều rộng của phòng học, hoặc là chiều dài của cái bảng lớp học mình, khoảng cách giữa hai cái cây. Vậy thì mục đích ở đây chúng ta đo độ dài của một cái đoạn thẳng. Vậy thì muốn đo được cái này thì các em sẽ đánh dấu hai cái điểm cần đo, sau đó chúng ta đặt thước, đặc biệt là thước dây, đúng không? Chúng ta kéo từ cái điểm thứ nhất đến cái điểm thứ hai và chúng ta đọc cái chỉ số, thì đấy là cách mà chúng ta đo, đúng không? Đó. Và ở đây họ cũng hướng dẫn ta các cái bước chuẩn bị, thì chúng ta sẽ làm theo như thế này. Trên đấy, do cái bài này thì nó làm chủ yếu là ở ngoài trời cũng như trong lớp học, nên là không thể hướng dẫn ở trên này được, được chưa? Và trong cái bài số 2 đến vậy này, thì khi mà giáo viên sẽ giao nhiệm vụ cho các em là đi khoảng 10 bước, và các em đi 10 bước này phải thẳng. Vậy thì ở trong sân trường các em có thể sẽ là có gạch, đúng không? Thì chúng ta có thể đi theo những cái mép gạch mà người ta lót. Còn nếu mà sân trường nào có đường bê tông thì chắc chắn sẽ có những cái đường kẻ, thì các em sẽ tận dụng cái đường kẻ là các em đi theo một cái đường thẳng, và chúng ta sẽ ước lượng cái độ dài và chúng ta đo nó. Đấy, vậy thì với cái bài này do thực hiện là ở trong lớp và ở ngoài trời, nên là thầy chỉ dạy là online như thế này thì không thể hướng dẫn được trực tiếp với các em. Đó, thì thầy sẽ nói như vậy thôi để cho các em thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài 151 nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với bài 151 này. Thì với bài 151 này thì chúng ta sẽ tiếp tục là những cái ứng dụng thực hành trong cái bài 150. Tuy nhiên thì bài này có những cái ứng dụng rất là thực tế. Và họ cho chúng ta nè, cái chiều dài bảng của lớp học các em đo được. Đó, tức là cái bảng trong lớp thì mỗi một lớp học đều có cái bảng hết rồi, đúng không? Và người ta đo được chiều dài là 3 mét. Em hãy vẽ một cái đoạn thẳng này, cái đoạn thẳng mình phải vẽ vào đây để biểu thị chiều dài bảng đó trên cái bản đồ. Họ cho mình tỷ lệ là 1/50. Đó. Vậy thì bây giờ ở đây là một cái bài toán. Họ cho là tỷ lệ này 1/50, và họ cho mình kích thước thực, tức là kích thước ở ngoài đời thật đó. Kích thước thực là cái chiều dài của bảng là 3 mét. Bây giờ chúng ta phải vẽ cái này lên trên cái bản đồ này. Đó. Thì để làm được cái này thì chúng ta thấy nè, khi mà biểu diễn với cái tỷ lệ này, tức là 1 cm trên bản đồ sẽ bằng 50 cm ở ngoài thực địa. Vậy đây là 3 mét, thì đầu tiên chúng ta phải đổi nè, 3 mét này ra cm. Vậy thì 3 mét bằng bao nhiêu cm thì các em đã biết rồi. 1 mét thì sẽ bằng 100 cm. Vậy thì 3 mét ở đây sẽ bằng 300 cm, được chưa? Đó. Vậy thì chúng ta đã đổi được 3 mét là 300 cm. Vậy thì chiều dài bảng của lớp học
trên cái bản đồ tỷ lệ 1/50 thì chúng ta chỉ cần lấy là gì? 300 cm này chúng ta chia cho tỷ lệ của nó là chia cho 50, được chưa? Đó, vậy thì chúng ta sẽ lấy là 300 chia cho tỷ lệ là 50. Đó, vậy thì 300 mà chia cho 50 thì chúng ta sẽ bằng mấy nhỉ? À, sẽ bằng 6 cm, được chưa? Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đáp số ở đây là 6 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thước của mình để vẽ sang bên này. Họ yêu cầu vẽ cái đoạn thẳng này, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng cái thước. Và nhớ thước của chúng ta phải có tỷ lệ nha. À, có cái đo là 6 nè. À, chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm nè. Ta sẽ đánh dấu cái điểm từ 1 cho đến 6 thôi. Đấy, thầy sẽ vẽ một cái đường thẳng như thế này, được chưa? Đó, và chúng ta sẽ đặt cái đường thẳng này, gọi nó là đường thẳng A đi, đường thẳng AB, được chưa? Là đoạn thẳng AB. Đây nó có hai điểm thì phải gọi là đoạn thẳng, đúng không? Đây, đây là gọi là điểm A, đây là điểm B, vậy thì đây là đoạn thẳng A, AB. Và cái đoạn thẳng này được biểu thị ở trên cái bản đồ tỷ lệ là 1/50 với kích thước bằng 6 cm. Đó, được chưa? Rồi, đó, xong xong bài số 1, được chưa nào? Rồi nhá. Rồi, chúng ta đến với bài số 2 nè. Bài số 2 họ cũng cho chúng ta một cái bài rất là thực tế. Họ cho mình nền của một cái phòng học. Đây là phòng học hình chữ nhật. Đây là cái thực tế, đúng không? Dài là mấy? 8 mét này. Chiều rộng là 6 mét. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó. Giờ chúng ta phải vẽ nó trên biểu đồ, trên cái bản đồ tỷ lệ 1/200. Đó, vậy thì để vẽ được cái này thì chúng ta cũng thấy nè, đây là đơn vị bằng mét, thì giống như bài số 1 chúng ta cũng sẽ phải đổi và tính chiều dài. Chiều dài này ra bằng bao nhiêu và chiều rộng ra bằng bao nhiêu, đúng không? Chúng ta sẽ đổi 8 mét. Vừa nãy thì chúng ta đã đổi rồi, 1 mét thì bằng 100 cm. Vậy thì 8 mét ở đây thì sẽ bằng 800 cm. Và 6 mét đây cũng sẽ bằng 600. Được chưa? Đây sẽ là 800 cm và đây sẽ là 600 cm. Rồi, giờ chúng ta sẽ tính chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ. Vậy thì bản đồ là 1/200. Vậy thì giờ chúng ta sẽ lấy kích thước thực là 800 này chia cho tỷ lệ của nó là 200 này. Ta sẽ bằng 800 chiều dài, đúng không? Chia cho 200. 800 mà chia cho 200 thì nó sẽ bằng 4 cm, được chưa? Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ tính được chiều rộng. Vậy thì chiều rộng của nó trên bản đồ thì cũng giống như chiều dài, chúng ta sẽ lấy kích thước thực của nó ở ngoài đời là 600 cm này chia cho cái tỷ lệ bản đồ, tức là chia cho 200. Vậy thì 600 mà chia cho 200 thì sẽ bằng 3 cm, được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta đã tính được chiều dài, chiều rộng của cái bản đồ với tỷ lệ 1/200 này, đúng chưa? Đấy, tỷ lệ là 1/200. Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ vẽ cái bản đồ nó vào đây thôi, được chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ vẽ nó nhé. Ở đây chúng ta thấy chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3. Vậy thì các em sẽ sử dụng cái thước của mình và chúng ta đo, chúng ta vẽ thôi. Đây là 4 cm này. Ta sẽ đo và đánh dấu điểm đây là 4 cm, thì chúng ta sẽ kẻ và chúng ta vẽ thôi. Này thì giống như là lớp 1 rồi, ai cũng vẽ được hết, được chưa?
và chiều này sẽ là chiều rộng là 3 cm. Đó, chúng ta chú ý chúng ta vẽ làm sao cho nó thẳng nha, không có cái hình này nó méo xẹo chưa. Đấy, để cho chắc ăn thì chúng ta có thể đo và chúng ta đánh dấu một cái điểm 4 ở đây, được chưa, và chúng ta đo ở đây là 3 thì chắc chắn là cái hình này sẽ rất là chuẩn, được chưa. Đó, chúng ta nối sang đây thôi. Thì đây chúng ta đã xong về một cái bản đồ. Nói vậy thì có chiều này là 4 cm, chúng ta viết vào đây chiều rộng nó là 3 cm, được chưa. Rồi, vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành xong cái bài 151 trong một nốt nhạc, đúng không? Và trước khi chia tay thì em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học lớp 4 nha. Rồi, tạm biệt các em.